Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Vâng, các cô chú xin chào ạ. Vâng, thì đây cô chú thấy thì đây là em Thề và em Xính. Thì em Tuyên ngày hôm nay thì cũng là ngày đầu xuân năm mới vào đến thôn Địa Chia. Thì như các cô chú biết là trong cái năm vừa rồi ấy, thì các cô chú cũng bảo là anh là tại sao không vào thôn Địa Chia để quay video xem là bà con ăn Tết như nào. Nhưng mà cũng rất là hơi tiếc một chút. Thì anh cũng cái hôm đi thuyền đấy, anh cũng bảo đấy, thì là bố mẹ anh là phải về quê nên là anh cũng phải ở lại trông vợ. Đúng rồi. Nên là không đi vào đây được. Cũng muốn vào đây hầu chơi với bà con ăn Tết bà con lắm nhưng mà không vào được. Thế thì ngày hôm nay mới vào đây được, mà cũng gọi điện cho bà con và Thề với Xính này. Thề thì cũng gọi điện hỏi là bà con ăn Tết như nào và cũng xem là tình hình là bà con đã ăn Tết xong chưa, để bao giờ bà con chúng ta đi làm đường đó. Đấy, thì ngày hôm nay vào chơi. Nhưng mà ngày hôm nay vào chơi thì cũng thấy bà con là tụ tập, là cũng đi từng nhà đi ăn Tết được đúng không em? Đúng rồi ạ. Bây giờ vẫn ăn Tết à? Hay nhỉ? Bây giờ mới ăn mà ăn. Bây giờ vẫn ăn. Và chưa xong ấy. Chưa xong. Chắc là hai ba ngày thì mới xong. Hai ba ngày mới xong. Vâng. Nhưng mà bà con ăn năm nay ăn Tết to không? Chắc là ăn bình thường thôi. Bình thường thôi. Vâng. Nhưng mà năm nay thì cũng có quà của các cô chú thì chắc cũng vui chứ, đúng không? Đúng rồi, có năm nay thì có vẫn còn nhiều thứ mà. Cái năm nay khá là vui nhiều hơn. Phát triển hơn một tí. Phát triển hơn một tí. Vâng. Nhưng mà anh thấy anh em mình đang đứng ở cái sân này, có vẻ là Tết bà con chưa sảng ở đây phải không? Đây mà chân. Tập xe á? Vâng. Ây da. Ồ đúng rồi. Cái sân kia thì cái xe kia thì cho bà con tập xe ở chỗ đúng này mà. Thì nó bằng. Đúng rồi. Đi lại được. Ôi nhờ, bằng này mấy nữa người ta trồng cây là không trồng được đấy nhỉ. Người ta trồng khó đấy nhỉ. Thôi à, đi vào nhà Xính chơi tí nhỉ. Đi xem là đợt vừa rồi, xem là sau một năm vừa rồi xem là Xính thay đổi như nào. Thấy là anh thấy là tét nước này, bể nước các thứ là làm ổn hết rồi đấy. Nói chung là Xính đây thì tự xây tự ấy là cũng được đấy. Điều chắc là chỉ phải làm từ từ thôi. Đấy thì mình tự làm từ từ thôi. Vâng. Từ không là đồ nhất là nó sai. Đó thì thôi mình tự làm thì mình không có tiền thì mình tự làm mình đỡ có tiền không có tiền đi thuê ấy kiểu đấy. Vâng. Chứ làm có tiền thuê thì phải nhanh hơn. Đúng. Vâng. Nhưng mình không có tiền thì mình tận dụng mình tự làm cũng được mà. Đúng rồi ạ. Đấy các cô chú ạ. Vào đến nhà nào hầu như em Tuyên cũng thấy là bà con. Nhà Thề treo cái này chưa? Treo lịch chưa? Dạ. Treo lịch chưa? Trơm rồi. Đấy. Đây trơm. Bóc này ra được mà Xính? Bóc được. Bóc được á, để đây nó có bệnh. Không, bóc ra không sao đâu. Bóc ra không sợ đâu. Ấy chưa? Ấy chưa? Thề đang nói chuyện điện thoại với mọi người nhá. Đấy thì mọi người ạ, vừa rồi thì em Thề có một chút điện thoại nên là em Tuyên đang gắn cái mic ở đấy. Wow. Thì ai này Xính tự làm cái này à? Cứ làm tự làm trông con. Đây cũng làm cái gọi là đu quậy à, xích đu chứ. Đúng rồi mà, giống như xích đu mà. Xích đu. Cái này ngồi ok không đấy? Ok mà. Cái này có cây này, được ok. Anh tưởng nguyên cái này thì gây đấy nhá. Sao hai người ngồi bình thường á? Hai người ngồi á? Cái này cho hai người ngồi. Hai người ngồi được á? Được mà. Hai người ngồi. Cái cây này, đây này. Em xích. Xính còn mắc hai cái này vào với nhau thì được. Vâng. Nhưng mà em Tuyên thấy là tại sao em làm cái này để làm gì? Là đi chơi. Là đi chơi. Ở đây thì phải làm chơi thì có máy tính này, khi nào thì có mấy máy tính bán là đây thì phải đền hơi nhiều. Tối rồi, kháng ngủ đây. Em định làm giống cái chỗ mình chụp ảnh ở dưới kia đúng không? Đúng rồi. Giống nhau rồi đấy. Chú chắc. Nhưng mà anh thấy cây này có chắc không đấy? Ôi giời, anh thì sự đi từ từ thôi. Thật ra từ từ nhá. Những cái cây bên kia ok không? Ok. Anh nhìn thì sợ. Xính đây đang thiết kế cái này gọi là một cái view chụp ảnh này hả? Wow, giống nhau thôi. Giống cái chỗ anh em mình chỗ nó ở đường cái cầu thang ấy. Được đấy, có cái này là hay đấy. Thế, nói chung là đây, nhà Xính đây thì các cô chú ạ, cái bộ bàn này thì hôm trước em Tuyên đã được ngồi ăn cơm đây rồi. Thì hôm trước là ngồi ăn cơm với
bạn Linh bạn Trung đấy, nhà xính buộc này vào hay đấy nhỉ, thề này. Bà, cái này gắn kính mà. Cái này là cái ghế buộc vào thành cái bàn luôn đấy. Cũng tuyệt vời nhỉ. Thế năm nay xính ăn Tết thế nào? To không? Bé thôi. Bé bé rồi hả? Ăn bố mẹ. Ăn bố mẹ nhỉ, nhưng vẫn là đầy đủ gà qué chứ. Đây này. Rồi vào nhà xính nào, xem cũng một năm nay thay đổi nhiều không. Nói chung là cái nhà của em xính ấy, ai già xính lại cắt cái cái túi kia về đây dán ở đây để cho nó đẹp đấy. Đấy nhà cũng hay đấy, cái túi ấy đấy. Đây là nói chung là ở trong này nhà xính thì xây như này đợt đấy là gọn gàng. Wow. Đấy, đèn năng lượng đấy các cô chú, tuyệt vời. Đấy nên là cũng hướng bà con sau này ăn ở nó sạch sẽ gọn gàng như đúng này. Đúng rồi. Thế được không? Nhà xính là rất là cao ráo thoáng mát đấy. Đấy, mở cửa. Mở cửa cái phòng này mát mà. Cái phòng này là nó chưa béo. Hơi không được gọn gàng cho lắm vì bà con không có tủ. Đúng rồi. Nhà xính anh để ý là không có tủ, nếu mà có tủ cho vào tủ thì đẹp hơn, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Có tủ để trong rồi. Nói chung nhà này được đây này, các cô chú này đây là gạo gạo các cô chú cho đấy, vẫn còn nhiều lắm. Đúng rồi. Rất là may nha. Có làm chợ bình thường mà. Nói chung rất là may. Đợt trước anh vào thì anh chưa thấy nhà nào có gạo đâu. Đúng rồi. Cái đợt anh chưa đợt đầu tiên ấy. Đi ở cái đường kia lên ấy. Hôm đó anh chưa đi để chỗ có gạo. Anh nói thật. Mẹ. Đợt đấy vào thì tất cả mọi người chỉ thấy ăn mèn mén thôi chứ làm gì có gạo. Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì cái điều may mắn của anh cũng như bà con để chia là cũng được rất nhiều các cô chú đến thì cho được nhiều bánh kẹo này, gạo này, vần quần áo các thứ nữa, vần, bà con đầy đủ nữa. Vần. Nói chung là cũng thấy rất là vui rồi. Vần. Nhà nào cũng có một ít gạo như này thì thoải mái rồi. Nhưng mà gạo này để đây có sợ chuột không đấy, nhà xính? Để đây không có chuột, tôi để trên này có chuột cá. À, để đấy lại không có, để trên này có chuột. Cao tí có nó chuột cá. Để dưới đất thì lại không có, để trên cao lại có chuột. Vâng, đúng rồi. Hay nhỉ? Đúng rồi ạ. Các bản nhà bà con ở đây thì nó vào nương ấy, đôi khi cũng có đầy chuột. Có gì. Anh cha, nhà xính đây này. Thịt treo đây này. Bé này cái là hai ba người ăn mà hai ba người ăn được đúng rồi. Thế khá là vui rồi. Thế nhà thầy năm nay ăn Tết thế nào? Còn ăn Tết thì ăn bình thường thôi. Ăn bình thường. Vâng vâng. Thế mẹ hôm trước anh có gặp mẹ đấy, bảo là bây giờ cái bụng của mẹ còn đau không? Chắc là bình thường. Anh hỏi mẹ bảo hơi mò và vẫn đau. Vâng. Đau mẹ mẹ. Đau bình đau ý hơn. Nhưng mà vẫn ăn được gì, ăn uống được gì? Bình thường ạ. Vẫn uống thuốc chứ? Vâng, có chứ, có. Hết chưa? Chưa. Chắc là còn một hộp. Một hộp nữa gì? Vâng, còn một hộp. Vâng. Chắc là một hộp làm ở từ đời một hộp ăn một tháng mà. Ok. Vâng. Đây. Đi chơi đi. Lượn loang quang một tí. Nhà xính đóng xính khóa cửa nào? Khóa cửa này đi. Đi cửa đóng cửa trên này. Này. Thanh niên. Ai à, cái cửa này xính tự làm à? Tự làm thôi. Đây này. Xính làm này khung này chắc các thầy nhá. Có. Đúng không? Tự làm cái khung này thì nó chắc hơn. Vâng vâng. Đấy. Để đóng vào nó không lộp. Đúng rồi, đúng rồi. Đóng vào thì nó không ọp ẻo ẹp ấy. Đấy. Nói chung là em chưa đi sang nhà khác, ví dụ nhà xính này có biết nói chuyện nói tiếng phổ thông. Nhà thề có biết nói tiếng phổ thông, còn đi những nhà khác mà không có hai em là không biết nói chuyện đấy. Chả đúng rồi. Không nói chuyện được gì. Mình kết là một mình thì không biết nắm chuyện thì phải khó đấy. Chẳng khó à? Vâng. Anh chỉ biết là sơ sơ gọi là chào nỉa đang làm gì hoặc là thế này thế kia thôi. Vâng đúng rồi. Chứ không biết nó nhiều ấy. Vâng. Đấy khổ. Bên này thì đóng cửa rồi mọi người. Thế đóng cửa mất rồi, nhà em súng. Bên nhà Nu à? Nhà Nu đang làm gì đấy? Anh thấy như kiểu đang nghỉ ngô ấy phải không? Nhà nông không ở nhà, chả biết. Đây. Nước về. Về rồi. Nước về, anh nghe cứ tưởng là đang nghiền ngô. Wow. Đấy, các cô chú thấy không? Đấy thì có cái đường ống nước này thì rất là tuyệt vời. Wow. Bà con này có nước dùng thì phải có nước giặt giũ quần áo sạch sẽ. Đúng rồi. Đây, nói chung là thôn thì hiện tại em Tuyên thấy đang tập trung. Tập trung ở sân trường làm gì đông vui lắm. Wow.
Thế là mà đi học ấy. Đi học đúng không? Các trẻ con đi học đúng không? Vâng. Thấy cả phụ huynh nữa thì phải. Anh em mình ra đây chơi nhỉ? Vâng vâng. À, nho trồng tù bò nhá. Tù bò. Đấy. Nói chung là bà con đây anh thấy là vẫn ở nhà anh Chính vẫn đóng cửa đấy. Chắc là vẫn đang đi chúc Tết đúng không? Chưa, đi chúc Tết hết rồi. Vẫn chúc Tết đúng không? Vâng, biết chỗ. Mẹ của Thề thì hôm trước gặp ai ra kìa. Đi làm nương rồi. Đi làm nương này. Vâng, vâng. Đấy kìa. Ai ra, ăn mặc đẹp kìa. Đấy, chạy kìa. Đây kìa. Các cô chú nhà kìa. Đấy. Hai em mỉ đúng không? Đúng rồi. Mặc váy đẹp đấy. Xong rồi đang ngại chạy đi đấy. Chơi anh đi nhưng chạy. Đi vẫn chính tỏ vẫn đi chơi Tết đúng không? Vâng đúng rồi. Đi chơi Tết thì mới mặc đẹp đi chơi Tết về rồi. Đi chơi Tết về đã về một lúc rồi. À. Thảo nào thế anh ăn mặc đẹp thế. Đê mà ăn. Đi xem nào. À, nhà Thề bên kia đúng không? Vâng đúng rồi. Nữa Thề em Tuyên về nhà nhưng mà Thề nữa là đi đâu ấy không có nhà. Mẹ cầm chị em thì cầm vợ đi làm luôn thế. À, vâng. Thế thì không thấy ai ở nhà cả. Vâng đúng rồi. Em mới đi đâu con nơi trông đi học ấy. Thế bảo sao. Xính ngố nhưng mà xính ngố và áo là nhìn hơi đẹp đấy, áo dạ dài dài đấy. Áo này mà lau cái áo này thế là ấm rồi. À, đây đẹp quá. Áo này sáng này lạnh phải cái áo này. Đúng rồi. Đấy, đầu xuân năm mới bảo con đi chơi. À chăn dê đây này. Biết bây giờ xong chăn dê hết rồi. Được nhỉ. Dê các cô chú cho đấy. Đấy. Đến giờ là đi chăn dê. Mà. Mì này thì chết rồi. Nhìn này. Phần này mọi người ớt rồi. Chắc là. Hãy chào lời hưu. Ngại ngại đúng không? Ngại đúng không? Nó là đẹp với ngại đúng không? Thế các bảo lúc nãy đi lại mà ăn cốn ở để chiêm mẹ. À ăn cố à? Ừ. Đi về nhà chú Sử một tí đi em nhỉ? Anh hỏi xem là cái tivi thế nào vâng. Nho rồng nỉa nhá. Nhà chú Sử có cái này là gọi là thắp gọi là cúng ấy đúng không? Nhà chú Sử có ai ở nhà không? Có chú Sử không? Chú Sử không, không? Chú Sử đi ăn Tết ở nhà nông ấy. À đi ăn Tết ở bên nhà Nu. Ờ nhà Nông Vũ ấy. Ây à. Xin chào Ly nhá. Vừa đi ăn Tết về phải không? Phải chơi đi ăn cố. Ở tận đâu? Đi. Sao để chiên ấy? À ác nghe. Thế Ly, đợt vừa tivi vẫn dùng được chứ? Vẫn dùng được cái gì? Vẫn ok cái gì? Đi vào kiểm tra một tí thầy nhỉ. À, đúng rồi, nhà chú Sử đóng này là đúng rồi nhìn nữa. Đóng cái này ở dưới này là đúng luôn. Đấy, con mèo, 5 con mèo đây. À, cảm ơn anh Tuấn tiệm vàng Kim Long. 9 số 9 này. Đóng cái này đúng này. Chắc là đề nhiều. Đóng lên đây thì nó sẽ che mất cái này. Đúng rồi. Đóng ở đúng. Đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Trên nó che mèo. Đấy thì hôm anh bảo ấy. Thấy con lào ấy. Ừ. Đây. TV đây các cô chú nhá. TV đây nhưng mà à, bà con bây giờ có buổi tối với bật hay như nào? Có, buổi tối có khách cho mà. Buổi tối với bật gì? Cái mời rừng mà. Thế là thoải mái. Vẫn dùng ok là được. Ok. Nhưng buổi tối em Tuyên nhìn có vẻ là đây. Đây sao nhiều. Đấy thì hiện tại cắm thứ ở đây sao nhiều. Thì hôm đấy anh mới bảo là phải mua cái này về để cho bà con cắm sạc ấy. Vâng đúng rồi. Ok, TV dùng này được rồi. Đầu chảo vẫn ok là được gì. Liệu các thứ ổn áp hết gì đúng không? Được, đúng rồi. Xăng vẫn còn chứ. Tốt à, rồi chứ đâu. Cái này có màu dầu hết rồi. Dầu hết rồi, sao hết rồi. Ừ, hết sao mà. Thế thì tao biết không? Sao? Thế là bỏ hết rồi, hết được 2-3 ngày rồi. Nhưng mà tao biết đâu nói. Thế thì hôm mai kia chúng ta ra để mua thêm một can 20 lít nữa. Vâng. Để cho bà con dùng. Cứ bà con ban ngày thì đi làm việc, còn buổi tối thì tập trung vào xem với nhau. Vậy đúng rồi. Xem khắp cho vui cả. Xem cùng nhau xem vui đúng không? Mà biết cả tiếng phổ thông chưa? Vâng. Biết nhiều chứ. Thế là ai thí thì hào thì biết ý bị thua thôi. Đúng không? Nhưng phải xem phải nghe mới biết được chứ đúng không? Vâng. Nhưng mà nhà chú Sử đây này. Em Tuyên thấy cái này. Toàn thịt nè em ơi. Thịt. Ôi trời ơi. Hơi bị lo đấy nhá. Nhỉ nhá. Hôm nay năm nay ăn Tết to này. Thế là năm nay ăn Tết to đấy, em hỏi đúng không? Ăn to mà. Thế
Thế nhà chú Sử ăn to đấy. Vâng. Có miếng thịt này, miếng thịt nhà Xính là me me, còn đây nhà miếng chú Sử là to to, to cả to. Thịt là cái này. Vâng vâng. Đấy. Thôi chúc mừng bà con thôi. Vâng. Tết không vào được. Đi. À, TV ổn là ok rồi. Okay. Anh chỉ sợ làm sao thôi. Vâng. Thôi xin chào Niển nhá. Dạ vâng. Vâng. Cái chân đi bò lắm chứ bây giờ. Cái chân đi bò à? Thì chụp chín. Ờ. Mới đi. Chắc là đi xỉu. Sánh đi đâu kìa? Đi xem anh trường học đi. Vâng. Lúc nãy cô giáo là gọi anh sang đấy bảo có gì ấy. Vâng. Xính đâu ấy? Đây này, đây này, đây này. Đấy, đây. Mày cái là mà quản thì phải đền hơi nhiều. Cái là cho biết thì cho là con giáo đấy. Xinh ăn mặc này, xinh gái như này còn gì nữa. Đúng rồi. Này là đi lấy chồng được rồi đấy. Được mà. Mỉ có là đến đấy 20 tuổi rồi. 20 tuổi chưa? Đấy rồi. À. Hả? 18 tuổi cứ lấy được mà. À, xin chào anh Thà nhá. Vâng vâng. Anh Thà đang ngồi làm gì đấy? À, thế từ vào kiểm tra xem nhà anh Thà có thịt treo các thứ không? Xem nào. Đi. Xem anh Thà năm nay ăn Tết thế nào. Đúng không? Khách châu rồi. Thế có gì ăn thì phải chơi. À. Đây này, anh Thà sửa lại cái cửa vào đây à? Hay là cái này thì phải không? Rào lại chứ đúng không? Và rào thôi ạ. Cái cửa thì phải để cái cửa nhỏ nhọn để anh biết không? Mà. Anh Thà năm nay ăn Tết thế nào em hỏi hộ anh. Nó vừa xong giá nó chế lịch trả. Chín quá chín no lắm. Cái anh Thà bảo năm nay thì ăn Tết thì không có gì ăn thôi. Bình thường thôi. Ừ. Đấy nhà anh Thà đấy thì nói chung là nó cũng không được rộng rãi cho lắm. Vâng, cô chú biết rồi đấy. Nhiều hơi nhiều. Nhỏ nhỏ. Vâng. Thôi cũng nhiều khách siêu siêu vẹo vẹo đấy. Vâng. Cái là để linh tinh. Để linh tinh. Thế còn mấy con dê các cô chú tặng cho thế bây giờ thế nào rồi, lớn như nào chưa? Đi săn chưa? Ơ giờ chỉ âm mùa ơ ở là yếu tôi ơ trồng nó là gì đó cái là chưa chăn à. Vâng. đi ra ngoài kiểm tra thì tí đi. Vâng. Xem là đã đẻ chưa. Đợt trước là như có mấy con mình tụi chị ta lông mình tụi chị ta tôi không biết được luôn đấy. À chưa để có mấy cái con đợt trước anh em mình ấy chẳng bảo là sắp đẻ đây thì nhỉ. Vâng, đẻ thì phải mấy nhà khách để hết rồi. Còn mấy nhà để hết rồi. Vâng còn mấy nhà à. Nên nhà nhường bông giả rồi. À đây đây. Nhường bông giả rồi. À lợn đẻ kìa. Đẹp rồi. Cái con con lợn đẻ đây này. Cái nhỏ nhỏ này. Mẹ mẹ này mà được hăn thâu tù. Anh Thà. Chín con. Ây dồi. Mẹ bé vừa để con nhỏ nhỉ. Mẹ bé mà để con tốt thế nhở. Ô thế này. Con này bé hơn cái con em nhiều. Đúng rồi. Bé hơi nhiều. Vâng. Bé hơi nhiều thì thế. Điểm chí con. Con nhà thế đấy còn lo còn to hai bằng hai con này luôn. Vâng. Đây các cô chú này. Đấy. Được đấy. Nên thế à, nhà anh Thà này lợn này định nuôi hay là về sau nuôi hay là bán? Ơi dù đó mà. Dù mình chỉ mặn một. Dù cái bán. Cái nuôi để nuôi tí cho to một tí mới bán. Sao mới bán đúng không? Vâng, vâng. To thì mới có tiền thì chứ. Mình được tiền thì bây giờ bán thì phải 5-6 cha thôi. Đúng rồi. Đấy. Chúc mừng nha. Vâng. Được 9 con mà ví dụ 9 con bọn em thường thường em bán bao nhiêu tiền một con lợn con? Thế là tính lại này thì phải tính 5-6 cha thôi. 5-6 cha. Vâng. Ví dụ nuôi to hơn một tí nữa được 1 triệu không? Bán được. Được mà. Được. Hơi to một tí được 1 triệu. À. Thì khách đó cái chỗ ở nhà thì hay hơi hay thá đấy thì là hơn 1 triệu. Đấy, ví dụ nuôi 9 con mà mỗi con 1 triệu là 9 triệu đấy. Vâng, đúng rồi. Cái là 9 triệu thì phải bây giờ thì phải có từ 5 con đây thôi. Ừ. Có mấy con thì khấm chết hết rồi. Chết á? Ờ. Anh Thà. Tuổi mình tuổi gì ta? Tuổi mấy tuổi? Chưa chưa chỉ tuổi bây giờ. Chưa trào tuổi thiệt. Chết bắt con thời mà đã biết mà. Kiểu gì cũng bị chết nhỉ thế nhỉ? Có là bé bé để nhiều ấy, có mấy cô thì phải nhiều nhỏ như thế này thì cũng chết thôi. À. Hay để hai được tờ hai ba ngày thì cũng chết. Thề chứng tỏ à. Đấy, thề là à. Cũng là có kinh nghiệm trong nuôi đấy. To như thế này thì phải không chết mà. À, thề có kinh nghiệm đấy, cũng biết hết luôn. Biết thế chưa mà. Nhìn thấy lợn đã biết là chết kiểu gì, chết một hai con rồi. Như Xính rồi. Nhìn dê với thề nhìn dê là cũng biết hết đấy. Biết mà. Thầy bậc thầy đấy. Vâng. Nhưng mà
dê nhà anh Thà đây vẫn chưa đẻ à? Chưa. Cứ nằm còn con nó mòn tím nó hơn để đế thám. Đây này, 2-3 tuổi. Đợt trước cái ván này đấy mình cưa ra như này là trôi được phân đúng không? Vâng. Nó trôi đi phân được, nó không bị đọng nước các thứ. Ok đúng không? Ok. Thôi, khắc phục dần thôi. Đi. Đây, chúc mừng nhà anh Thà nhá. Ít nhất là có mấy con lợn này, mấy nữa nuôi lo đi, y trọ một con là có tiền đấy. Vâng. Nhà đấy cũng hơi hẹp thế nhờ. Đúng rồi, hay cố gắng nhiều. Thôi bà con sau này cố gắng làm ăn kinh tế thì biết làm sao giờ. Vâng. Nhà thì như em thề và bảo là để nó hơi lượm thuộng. Đúng rồi. Vợ chắc đi đâu rồi? Phở xem quá chị ạ. Không chờ. Dăm uống gì ạ? Đây này, ăn mọi người ạ. Nói thật với các cô chú thì ở trên này thì bà con luôn luôn giữ cái tấm này. Như nhà anh lúa cũng thế, không đóng cái này đâu. Đóng cái này lên đây. Xong rồi để cái tấm này cho đẹp. Đấy. Đúng không? Chắc là chú thì phải không biết rồng ấy. Ờ, xin chào anh Thà nhá. Vâng, em đi chơi tí. Ngó nghiêng bà con sau cái đợt Tết như thế nào. Nhưng mà nhìn lợn thích nhỉ. Có. Con lợn bé bé như thế mà đẻ được nhiều thật. Đây các cô chú ạ. Thì em Tuyên vừa mới nhận được cái cuộc gọi điện thoại của cô giáo. Đang bảo là sang bên này chơi một tí. Cô giáo đang gọi là khai xuân thầy ạ. Rồi, xin chào Minh Tú. Xin chào. Vâng, xin chào cô giáo nhá. Ôi, cô giáo đang Tết à? Xin chào các em nhá. Mình à? Đấy. Hôm nay các chị em chồng Minh Hoa đang ngồi chơi, ăn mì tôm, ăn hạt bí thôi. Không có gì cả. Ăn tô thế này thì phải... Em thử một lũ nhé. Thử thôi nhá. Thử là không được ăn đâu đấy. Ôi dồi. Rượu không uống nữa. Không, mình cứ chơi thì không uống rượu. Ok, em để đây. Năm mới. Nói chặt với Xính là với thầy là anh uống cái chén này anh đỡ sợ hơn. Vì cái chén ở trong nhà bà con ấy, chén nó to bằng 3 chén này rồi. Ok. Hợp. Đấy, lấy. Xính. Đây là Xính là ai nhỉ? Ai đây? Bạn Xính à? Xính là cha. Đúng rồi. Không có tay rồi. Đâu, các chị em có chưa? Chị à? Cảm ơn uống một chén đi. Vâng, cảm ơn nhé. Chúc mừng năm mới cô giáo nhá. Đâu rồi, em vào. Chá. Ăn Tết to đấy. Ăn Tết to. Rồi, chúc mừng, chúc sức khỏe bà con nhá. Vâng. Ngon đấy. Ngon không? Ngon. Cái chén này đỡ sợ hơn. Vâng, mời cô giáo nhá. Đấy, chị May lại nói gì em đây? chị May đang bảo là bà con uống em chết đấy, say lắm đấy. Mua xe tiền là cái rượu của anh đấy. Chị May bảo thế. Cái rượu đợt Tết này á? Ồ, thế hôm đấy không uống hết à? Hôm nay các chị em bảo là thấy một ít như trong kia mang ra tổng kết là gì nhỉ? Đó là nhằm dân thì ăn cái này thì to mà. To à? Thế. Đồ hết chưa? Con hết chưa? Thế. Tà lọ. Tà chưa chị mày? Tà. Mỗi chỗ này thôi, hết rồi. Đồ uống luôn rồi nè. Đấy, nói chung là... Uống đi thì không uống được thì cho bán luôn đấy. Thế. Không. Người ngồi đây chơi chị, thế ạ? Không chơi. Thế là bác bảo là... Uống cái ly thì bé quá, dùng cái bát đây uống. Cái bát uống thì phải to thì phải uống nước thì nhiều vào. Hay quá thì phải sai luôn. Thầy được mấy bát đấy nhỉ? Thầy chắc phải 3 bát đấy. À, không uống được 3 bát đâu. Chắc là 1 bát uống được đấy. Vâng, uống được. Ngồi đi. Rồi, ngồi đi. Đây, ngồi đây. Ok, đây, cứ ngồi đi. Đấy thì nói chung thì như các cô chú thấy đấy. Bà con thì... Vâng, chị, em cảm ơn.
Đu đu quay này chơi ok rồi đúng không? Thoải mái không cô giáo? Đấy. Đấy thì lắp đúng cái vị trí mà cô giáo bảo đấy. Như này nó gọn. Lắp cái này chắc làm chắn hơi nhiều. Nhưng mà cái này có bị vướng vào cái cây này không? Không vướng không? Không vướng đâu đúng không ạ? Vâng vâng. Từ đầu cứ sợ vướng nhưng mà không vướng là ok rồi. Thấy không, thấy không? Bây giờ có hai người còn đu thoải mái không sợ nhá. Chơi thế này thì chắc vui nhiều. Ôi thoải mái rồi, chắc lắm. Ở nhà thì đây không có chơi thì hàng ngày mới các chơi đây mà. Hàng ngày đến đây chơi. Đứng đâm lê đây chơi. Và thì mới đâm lê đây đánh cờ. Vâng vâng. Chẳng có gì ăn nhá, thông cảm. Ôi không, không cần cái gì cả chị, cô giáo ạ. Thế là vui rồi. Các làm chỉ ra vào chỗ thông bằng này thì phải có ăn thì phải bà con này không có gì cho chị A thôi. Hôm nay là trồng hoa xong chỉ bảo hôm nay chị có việc ở ngoài kia nữa. Xong hoa xong thì phải chị ra huyện để lấy đồ luôn mà vào xã nhưng mà đến ra mới thôi. Cô giáo cứ ngồi với bà con cho nó vui, thế tình cảm là vui rồi. Đấy. Cái gì nhỉ? Mời em một chút nào. Xính à? Dạ. Bây giờ cô giáo mới biết á? Chồng của Trá, nhưng mà từ lúc mà chị vào đây thì chị gặp em một lần duy nhất ở đây. Nhưng mà em ngồi tầm 10 phút là em bỏ đi về luôn. Cái hôm sao vậy? Ngồi em bảo là em uống được rượu không? Thì bảo là chồng em không uống được rượu đâu. Em chồng em uống một hai chén là say lắm rồi. Thì chị hỏi xem có phải như thế không? Nếu mà phải như thế thì em phải mạnh mẽ lên. Vì là ok ok em. Đây đây, chén có thế đâu? Ở chuyện, ok ok. Thôi, mời em nhá, chị May nhá, mời chị May nhá. Ok. Sao cũng muốn là chủ nhà. Xin lỗi tôi đi. Thế rồi, thế rồi, em vui chạy nào, vui. Cảm ơn anh. Tao nhận, rượu của mình mua Tết chứ không ngờ nó ngon như vậy đấy. Bà. Không, rượu này uống nó. Nhưng mà uống rượu này nó nhẹ. Nhẹ hơn nhiều. Cái rượu này nó là rượu ngô men lá nhưng mà cái rượu này là rượu của nhà chú Sơn mà đã lọc rồi đấy chị. Chú Sơn Sơn Khánh đó. Vâng. Cái rượu này người ta lọc rồi, nhìn nó trong này này. Đây này. Đúng rồi. Nó lọc rồi, nhìn nó trong này cô chú ạ. Bên cái xưởng này là người ta có cái hệ thống lọc luôn. Hệ thống lọc như kiểu cái máy mà Tứ Lừng rất làm sành hơi nhiều. Cái máy mà anh với em vào trong thế giới động mà bảo cái máy gì đây? Em bảo cái tủ này. Đúng rồi. Họ cho vào đấy lọc mình như kiểu nước tinh uống luôn đấy. Đấy mọi người, bây giờ thì em Tuyên có lẽ là ngồi đây giao lưu với các chị em một tí, với cô giáo một chút. Đấy, nói chung là đầu xuân năm mới ở trong này thì nó tính tình cảm là nhiều hơn đấy. Chứ cũng chả có gì cả. Đấy, thế là vui rồi. Bây giờ phải tắt máy quay đi cho bà con giao lưu luôn thoải mái tự nhiên hơn. Không mời em ra vào. Khách là nói chuyện thì khách là vui. Con cá móng thôi. Cảm ơn nhá. Nào, ai ăn cá móng không? Khổ thế mà vào trong xóm ăn cá móng không này. Đây, em ăn lắm. Thực ra là ngày hôm nay ấy, anh vào đây thì cũng ấy, nhưng mà còn nói chung là bật mí với mọi người một tí là trước cái hôm buổi chúng ta sẽ đi làm việc ấy, thì chúng ta sẽ có một buổi tân niên. Tân niên là cái buổi là khai trương ngày đầu năm, sẽ có một buổi liên hoan nữa nha, thông báo một tí cho mọi người biết. Vâng, hôm đấy là chắc chắn là chắc cô giáo chắc không bận đâu nhỉ. Cuối năm thì bận nhưng đầu năm chắc không bận đâu. Nói chung là hôm đấy thì bà con nói về thì cô cũng phải cố gắng ở lại một tí cho bà con. Chứ vâng, bận thì vẫn phải bớt chút thời gian để ở lại chơi cùng. Vâng, thì bà con thì nói chung là bây giờ hiện tại bà con vẫn đang đi ăn Tết, chúc Tết nên là chắc tầm 1-2 ngày nữa thì bọn em sẽ làm một buổi tân niên đấy. Thì cũng nhân đây thì cũng mời cô giáo sẽ tham gia với bà con. Đấy. Các cô chú là muốn gửi tặng bà con một cái bữa cơm đầu năm để cho bà con lại tiếp tục cái công việc trong năm nay. Vâng, đấy. Thế thì đây là em Tuyên bật mí một chút, có một cô chú, đấy, đấy là cô chú Trúc Lâm. Cô Trúc Lâm ở bên nước ngoài đã gửi về cho em Tuyên là có
gửi tặng cho bà con một buổi tân niên đầu năm nhá. Đấy thì em Tuyên bật mí một chút xíu. Còn bây giờ thì đã đấy, tình cảm thôi, thực sự mọi người vui lắm, nó không có gì cả, nó chỉ có đơn giản là vậy, vui lắm, nó là như vậy. Tất cả các bạn nhỏ đây tuyệt vời. Này, phong cảnh trường học đây. Em Tuyên lại quên mất. Thế em bảo là các em nhỏ đến đây anh có kẹo cho em. Đâu rồi? Đâu em? Đâu rồi? Dưa. Đâu rồi? Chú Tuyên cho bánh này. Sai sai. Galoni nào. Đâu rồi? Nu đâu rồi? Nu đâu rồi? Thế nào nhỉ? Rồi, ok. Đâu rồi? Đâu con và chị cái nữa rồi? À, con chị May chứ? Đâu rồi? Có con đâu? Cháu xin chú. Đúng rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Để tập quen các bạn đi. Đấy, đấy. Nào. Nhào nhỉ? Đúng rồi. Như nào nhỉ Dương nhỉ? Rồi. Đâu rồi? Có em đây. Như nào nhỉ? Cháu xin chú chứ cô đó. Đâu? Tùng như nào nhỉ? Đâu? Cháu xin chú mà, chú phải cô đâu. Dạ. Đúng rồi. Chết dở rồi. Chú có phải tóc dài đâu. Nhiều nhỉ? Đúng rồi. Chết rồi. Cứ bảo cháu xin cô chết. Cháu xin cô, cháu xin chú thì biết mà. Biết hai lần rồi. Còn một cái bánh cuối cùng đây. Đâu rồi? Đây con à, em bé lên. Đây đây đây. Em bé đây. Em bé đây thì sẽ có bánh với cái kẹo. Em bé thích lấy cái gì? Đây, à, xính cho em bé kia để ngậm cái kẹo ấy. Đây, em bé này thích ăn bánh hay ăn kẹo? Thích ăn bánh hay ăn kẹo? Đấy, ok. Đây, cho em bé khóc nghe. Đâu rồi? Đâu Mai này? Máy à? À, nói chung là vui. Cô không biết còn em nào không? Hôm nay em Tuyên lại mang bánh với mang kẹo là không đủ. Có cả bánh cả kẹo. Rồi. Dạ vâng các cô chú ạ. Đấy thì chúng ta vừa mới ngồi ăn Tết ở trong kia xong. Gọi là một cái bữa liên hoan nhỏ nhỏ với các cô giáo với các chị em thôi. Nhưng mà đang ở đây thì nhà em Nu vẫn còn đang làm Tết ấy. Thì nhà em Nu, nhà em Nu vừa đó. Đấy, em Nu mà ngày xưa gãy chân đó thì lại vẫn còn đang làm Tết thì lại ra đây mời em Tuyên với cô giáo ra đấy chơi một tí. Thực ra hôm nay em Tuyên đi qua nhưng mà ngại quá, bà con đang uống rượu không đấy, mình vào rượu chè thì mình uống không được. Nhưng mà lúc đấy là mình bảo đi ra bên nhà em Xính các thứ ấy, gọi là lỡ chạy rượu vì lúc đấy em Tuyên biết rồi. Nhưng mà bây giờ vào đây thì em Nu lại ra lại mời tiếp, ra mời cả cô giáo nữa. Thế thì bây giờ sẽ ra cùng cô giáo ra nhà em Nu chúc Tết một chút nữa. Thì là hôm nay bảo là nghe nói là nhà em Nu là có anh em đến chơi nên là vẫn còn Tết. Đó. Cũng rất mong các cô chú thông cảm cho bà con. Chúng ta cũng làm việc quần quật rồi. Đây bà con có cái Tết thì cứ để cho bà con ăn Tết thoải mái đi, đúng không ạ? Xong rồi chúng ta mới đi làm. Mình loanh quanh luôn. Ai cũng đấy, các bạn nam thanh nữ tú còn vừa bảo đi ăn cỗ ở trên để chia về đấy, để chia A về đấy. Mặc những cái bộ váy truyền thống ấy, đẹp xinh gái đi chơi. Đây. Đây này. Xin chào Nia nhá. Nia xuống đây hầu chơi. Xuống đây hầu chơi chứ. Ôi,
Đây. À, nhà bên này. Nhà anh vừa bên này. Đây. Cỗ cỗ Tết này, hướng dương này. Hướng dương đầy nhà luôn. Đó. Đó đây, đấy, mọi người xem này. À, cái tấm này bà con không mơ gắn cái này vào đây đâu. Để nguyên cái này, tấm này cho đẹp đấy. Các bạn thế. Đây vừa ở đây có cái sập ở đây giường. À, xin chào mua nhá. Xin chào mua nhá. Nhà hơi tối tí. Rồi, xin chào. Đây, cô giáo đang ngồi đây. Bây giờ tao sẽ ơi. Ôi, thực sự nhiều tiền thế. Ôi, mọi người ơi. Lại một cái bữa cỗ của nhà em Nu này. Lại có một con gà. Rồi đấy. Lại thịt gà đây này. Thực sự là tình cảm quá luôn đấy. Quá tình cảm luôn đấy, đấy. Bên kia thì cô giáo đang chế biến cái món nước chấm thần thánh. Toàn ớt, ăn cực ngon luôn mọi người. Bây giờ. Ăn Tết thì không có gì ăn thì làm như thế này. Ôi. Chắc là ăn Tết này chắc là to hơn nhiều. Thế ơi. Ăn Tết mà đây không có gì ăn nhưng mà đây là y lưu tủ cay rồi đấy. Không phải lo đấy. Không phải. Vui. Thế là vui. Chứ bà này thì phải ngâm dinh thì phải có từ mà một con gà chắc là ăn tôi rồi. Thôi to rồi thì vui rồi. Này, thịt gà đây, gà bản này quá ngon, tuyệt vời, đặc sản đấy đấy. Thôi cô chú ạ. Cũng rất là quý, mình rất là vui khi được bà con quý. Rất là cảm ơn. Bây giờ thì sẽ ngồi giao lưu ăn Tết một chút mọi người ạ.